Hello, xin chào bạn Hữu Lập nhé. Như bạn vừa hỏi lúc bác ra nghề có áp lực không? Và xin như thế nào? Thực sự thì lúc mới ra nghề là cũng rất là áp lực đấy bạn ạ. Vì vừa chân ướt chân ráo ra trường, rồi đi phụ. Hồi đó gọi là đi phụ mới chỉ biết là múc lên xe rồi lấy mặt bằng gọi là tương đối thôi. Còn các cái kinh nghiệm rồi các cái kỹ năng, các kinh nghiệm rồi các kỹ năng thì chưa có, hầu như là chưa có. Mới như một tờ giấy trắng thôi bạn Hữu Lập ạ. Nên lúc mới nhận máy đi làm cũng lo đấy. Bởi vì ngày xưa đi học việc thì cũng làm cho bà chủ đấy. Ngày xưa thì tôi cũng đi học việc theo một ông anh. Ông anh thì còn ông bác ở ông rủ dê. Trước thì tôi lái xe. Sau thấy công việc chạy suốt ngày suốt tháng chả được nghỉ ngơi mà cũng áp lực suốt ngày đêm hôm u vi trên đường. Nên là cũng chán. Có khi chạy xe qua nhà mà chả được ngủ ở nhà. Thế là ông anh ấy, ông ấy rủ hay đi làm máy xúc với anh. Thế anh ấy bảo là thôi bây giờ thì anh không đào tạo cái người không biết gì đâu, thì tôi tốt nhất là chú cứ đi học cấp tốc đi 3 tháng ở trường để có chứng chỉ, lúc xin vào công ty công theo rồi đi làm thì anh muốn đào tạo chú gọi được biết gọi cái máy, cái thiết cái gọi nhìn cái máy, biết gọi tên từng bộ phận của cái máy, ví dụ chỉ động cơ rồi bơm tỉ lực rồi ngăn kéo rồi bơm quay toa rồi các cái chi tiết trên máy, còn biết tên để mà gọi, còn biết nó ở chỗ nào. Chứ anh mà đào tạo một người không biết cái gì thì anh đào tạo lâu lắm mà nó mất thời gian lắm. Anh muốn chú là học cấp tốc 3 tháng ra anh đào tạo mấy tháng là chú đi nhận máy làm luôn. Thì ông anh tôi nói thế là tôi cũng đi học cấp tốc 3 tháng luôn. Đấy, xong mà đi theo anh đâu 3-4 tháng. 3-4 tháng thì lúc thì bà chủ bắt đầu là bà chủ máy, bà mua thêm một cái máy nữa. Thế thì ông anh tôi thì lại nhảy sang cái máy mới. Ngày xưa gọi là mua cái máy Solar 200, mua máy bãi về là ông anh tôi để nhảy sang cái máy đấy làm. Còn này để lại tôi cái máy mà tôi đang đi việc ấy, đấy là bà giao luôn cho, nên là ôm làm luôn. Thế thì lúc làm với anh thì chỗ nào khó thì anh làm, chỗ nào múc xe múc linh ta linh tinh múc lên xe rồi ấy thì là tôi múc. Mới đầu là chỉ múc xe thôi. Đấy. Thế lúc múc xe múc chiếc rồi ngon lành rồi thì lúc mà mình làm tốt tốt rồi thì anh lại được thời gian nghỉ ngơi, thỉnh thoảng anh về thăm nhà. Thì cứ nếu mà múc xe ở công trường thì cứ để cho mình múc thôi, là anh tranh thủ anh về thăm nhà thì có thể là sáng anh lựa thời gian anh về. Còn lúc nào hầu như mà hôm nào anh cũng có ở công trường, nhưng mà kiểu như là anh có thời gian rảnh hơn thì để tôi làm. Thì cái lúc mà bà chủ mà mua máy thì anh đi lái máy mới, còn tôi lái theo cái máy cũ ấy. Thì lúc mà đi làm công trường làm cái việc khác, những việc như mở đường trên núi cao, mở đường ở những cái khu vực mà nó có vực sâu ấy, chênh vênh thì là cực kỳ là nguy hiểm. Lúc đấy làm nó hồi hộp mà lo lắng lắm, tim lúc nào cũng tịch tịch đập tịch 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 tịch. Có chỗ nó làm ở rìa sông ấy, xong rồi nó có chỗ nó bị sa lầy, nó bị sa lầy nó nghiêng ấy. Làm ở rìa sông là rất là nguy hiểm. Ngày xưa tôi làm nhớ là ở rìa sông Hồng ấy, nó có những cái bãi bồi đấy. Mình múc mà ngày xưa đi múc đất kiểu lò gạch ở rìa sông ấy. Có nhiều chỗ là bãi bồi, xong rồi mình múc nó thụt nó lún, có chỗ bắt đầu nó xô cả tảng ra làm chỗ đấy sợ thụt máy ghê. Tôi nhớ tôi bị thụt một phát, là may là
làm ở lò gạch. Thì lò gạch thì có nhiều cái cây củi, cây gỗ to á, thì mình chống lên, mình lót củi cái gỗ vào là mình bắn bảy lên được. Còn làm ở những cái chỗ mà sườn đồi, sườn núi chênh vênh, ngày xưa hay mở đường liên thôn liên xã, làm ở những chỗ chênh vênh. Có nhớ một đợt là tôi làm xong rồi bị trời mưa nó nghiêng, nó bị rẽ ra đấy, một bánh nó treo ra ngoài. Thế thì tôi chỉ kịp là tôi chống mưa gầu xuống cái chỗ bên nghiêng mà không dám nhúc nhích gì nữa, nên là tắt máy chống để đấy, gọi sư phụ lên, sư phụ tháo gỡ cho. Đấy, những lúc mà tay nghề nó non thì làm nó chỉ hơi nghiêng ra ngoài một tí mà mình đã không dám xử lý rồi. Đấy, rất là lo lắng, sợ thế nọ thế kia. Nói chung thì những cái đức tính như thế thì là rất là tốt, bởi vì mình đã biết nó nguy hiểm rồi là mình dừng ở đấy, gọi những người có tay nghề, có kinh nghiệm va chạm với công trường, với các loại địa hình rồi thì là tốt hơn. Thế rồi gọi sư phụ lại đi xe máy sang giải cứu cho phát đấy. Thế dần dần làm mình lại càng rút kinh nghiệm đi và mình làm cẩn thận hơn. Thế à, dần dần thì là mình có kinh nghiệm dần, xong đi làm các công trường. Các công trường thì có rất là nhiều máy, là máy ủi, máy lu, ô tô. Xong là mình làm ở những công trường đường to ấy, thì nhiều máy thì là mình cứ làm cạnh các cái anh thợ làm lâu năm ấy, thì là mình cứ học hỏi, lắm lúc về ăn cơm uống rượu hỏi, rồi kể chuyện những cái pha ban của máy xúc, rồi những cái địa hình địa thế làm cụt lầy, rồi làm đồi núi cao anh làm thế nào, rồi qua trò chuyện, rồi rượu chè, rồi trao đổi các cái kỹ năng, rồi những cái bài học từ đường đời này, cuộc sống giao tiếp sinh hoạt hàng ngày ở đội này, ở công trường này, rồi cách đi làm thế nào, rồi thăm nom bảo dưỡng máy như thế nào. Nói chung là học từ A đến Z luôn bạn ạ. Đấy, ngày xưa là mới ra trường là tôi là như vậy đấy. Nhưng mà đúng là cái gì thì cái thì mình cứ phải cẩn thận là trên hết đã. Cái gì mình không xử lý được thì mình phải gọi những người người ta có kỹ năng và tay nghề lâu năm, người ta xử lý hộ mình. Còn lúc mình như để bây giờ ấy, như tôi bây giờ thì cái tình huống nào tôi xử lý được hết, mà mình tự xử lý hết luôn. Có nhiều và tôi đã xử lý vài tình huống, vài pha rất là nguy hiểm rồi. Để tôi kể cho bạn một cái pha như thế này. Cách đây khoảng 4-5 năm tôi múc ở bãi cát sỏi ở rìa sông Công. Thì con máy xích 220 ngày xưa thì nó vét cái sỏi cấp phối ấy, thì nó đổ gom lên thành đống. Đấy, đổ gom lên thành đống thì nó múc ở giữa lòng sông quăng vào, thì tôi có trách nhiệm là tôi lại trèo lên cái đống đấy để tôi lại quăng vào lần nữa. Thì cái ở cái mặt sông mà lúc quăng cái cấp phối lên ấy, thì nó có một lớp bùn rất là dày. Thế lúc cứ quăng cấp phối lên thì là nó chùm hết lên cái lớp bùn dày đấy. Lúc máy tôi trèo lên trên cao mà lúc ấy đống nó như quả núi rồi. Máy tôi làm đường trèo lên trên cao để tôi quăng vào một tầm nữa. Thì tôi quăng được lửa chừng ấy, thì tự dưng cái bệ máy của tôi ấy, nó cứ sạt xuống. Nó cứ đẩy ra giữa dòng sông ấy. Tôi không biết làm thế nào nữa, mà mấy lúc mình xử lý tình huống rất là nhanh, tôi mới là gầu xuống sát mặt sỏi ấy. Tôi duỗi hết tay ra xuống hết ben đi, và tôi chống gầu ngang vào cái thế mà nó dốc, nó đang trôi ra giữa lòng sông ấy. Đấy, tôi tỉ hết ben xuống, rồi hết chân vịt xuống, rồi gầu tỉ hết xuống thế mà cái sỏi thì nó cứ trôi ra và nó nghiêng theo cái thế tả ly, như bạn thấy tả ly ở đê bối ở các cái sông ấy, nó phải như thế. Đấy, máy tôi mà lúc nó xô ra như thế, nó nghiêng như thế. Lúc đấy tôi
nghĩ trong đầu là thôi chết rồi, vắt này quặng rồi, vắt này chết rồi, vắt này máy lật xuống sông rồi, vắt này thì ngài cứu rồi, không biết làm thế nào được. Đấy thì lúc với tôi ấy xong là tôi tắt máy đi. Đấy thì bắt đầu tôi mới ra chỗ chân vịt, tôi đứng tôi đu tôi bám để làm sao để cho máy nó không bị lật ấy mọi người. Đấy lúc đấy thì kỳ chỉ nghĩ trong đầu là tôi bằng mọi cách, bằng mọi giá để cứu lấy máy. Đấy là tôi ra tôi đứng vào chỗ chân vịt, tôi vít, tôi nhún, tôi nhảy, tôi ấy. Xong lúc cứ thấy nó xô mà cổ này không ổn rồi, thế mình không biết làm thế nào nữa. Mình lại cầm điện thoại ra, mình nghĩ trong đầu mà kiểu này máy đến cứu kịp. Mình cầm điện thoại trong túi, rút điện thoại trong túi ra, bật lên quay video luôn, quay video để giữ làm kỷ niệm. Quay video đang quay một lúc xong không thấy nó xô nữa, mà thấy máy mình sắp bị lật thôi. Thế là ngon rồi, có khe lẽ nó không bị lật rồi. Thế bắt đầu mới gọi cho thằng em có con máy 200 bánh lốp. Gọi cho thằng em thì thằng em nó bảo: anh ơi, máy em bị gãy hết mấy con bù lông tắc kê rồi, bây giờ không đi được. Thế mới điện cho nó bảo là không đi được mày cũng phải ra đây, bây giờ mày cứ chống gầu, mày chống đẩy, mày kéo ra đây mày hỗ trợ anh nhanh, không thì máy anh lật mẹ xuống sông giờ. Thế thằng em mà thấy thế là bắt đầu là bò, gọi là đi bằng gầu với hai chân sau lên, bắt đầu để bảo thằng em: bây giờ em đào cho anh một cái hố hai cái bánh bên nó nhân này này, em đào thật sâu xuống cho anh. Đấy xong là để cho nó, xong là em lấy cái gầu em vít vào cái ben của anh, em vít xuống để cho nó đỡ nghiêng, để cho nó nghiêng đổ lại bên này một tí, thì lại tí ra anh đổ máy anh tự làm được anh lên. Đấy như thế thằng em đánh ra múc làm như tôi dặn. Đấy nên là em đi răng gầu, em vít vào ben và kéo cái máy của tôi nó xô vào tí để cho nó đỡ nghiêng. Trong lúc đấy là tôi bắt đầu tôi đổ máy lên và tôi tự làm được tôi lên pha. Đúng cái pha đấy là tôi thấy nhớ đời nhất, và mình nghĩ trong bụng thôi, phát này máy của mình xuống sông rồi, 100% như thế. Mà tôi lúc đấy tôi bình tĩnh như thế, bình tĩnh như thế, tôi mang điện thoại rồi tôi quay lại nữa cái cảnh bắt đầu nghiêng nó xô. Nghĩ lại bây giờ cũng là cái số mình phúc tổ 70 đời, cũng là cô thương không bị lật. Như đúng cái đợt đấy là đúng giáp Tết rồi, hôm đấy 24-25 Tết rồi, 24-25 Tết mà máy mà gọi là lật xuống sông thì thôi, hôm nay mày mất Tết thật anh em ạ. Bạn ạ, đấy gọi đấy là tôi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm rồi, những cái lúc tôi bỡ ngỡ mới bước vào nghề, rồi lúc mà tôi đã tay nghề, đã rắn giỏi, đã làm lâu năm rồi, thì đấy là mình xử lý những cái pha, những cái tình huống như thế đấy bạn. Đấy, anh em mà xem cái tình huống tôi xử thế thế nào thì anh em comment ở dưới cái phần bình luận nhé. Anh em xem video này mà thấy thích thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé. Anh em xem kênh TikTok mà thấy hay, hữu ích thì hãy nhớ cho thả cho mình một tim, nhớ chia sẻ video để tiếp cận tới nhiều người hơn nhé. Nhớ follow để theo dõi những cái video, những phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, hôm nay tôi đang mở đường trên núi. Đây là cái phần 3, phần tiếp theo đấy. Bạn Hữu Lập ạ. Đây là cái tôi mở đường khai thác ở trên núi cao đấy. Hôm nay mở đường thì cũng là chỗ này được cái lên trên này thì rất là mềm, làm cũng rất là sướng. Nói chung thì đi làm đường này thì nó rất là treo leo và nguy hiểm. Ngày xưa mới ra nghề thì sẽ không dám đi làm đường vào đường như thế này đâu, bởi vì là thứ nhất là tại chưa có kinh nghiệm, thứ hai là phải quen máy nữa nhé. Cái máy nó cũng như cái tay cái chân của mình ấy, mình làm quen thao tác rồi
hiểu tính năng của nó rồi thì mình làm mới an toàn, còn mình mà chưa quen thì làm rất là nguy hiểm. Đây là cái tình huống tôi chia sẻ với lại bạn, như tất cả anh em máy công trình, anh em xem thì hữu ích thiết thực, nhớ like và chia sẻ để ủng hộ cho tôi nhé. Anh em nhớ follow để theo dõi những phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn anh em ở những cái video kế tiếp nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em.